today we celebrate love, joy, union of Vivian and Andy. And now we are going to meet a very special person. He's a teacher, he's an artist, he's a guitarist, he's a dear friend of Andy and Vivian. His name is Hồ Nhật Hà. Bình minh lên, đàn chim réo nhau rất tình thương. Làn gió bay mang sắc tươi tươi mát. Vườn tầm hàng cây sắn đứng rung vì tim mới vừa rinh. Người bước đi mỉm cười bình an rất tự nhiên. Ngày mới mới thế gian bấp phê sự thật. Mở to đôi mắt nhìn sâu không vướng măng. Mở to đôi tai nghe thấu không phân chia. Mở to con tim thương thương không phương che. Xin chào buổi tối quý vị khách quý. Xin chào đại diện hai bên gia đình, bạn bè, các anh chị em đã không ngại đường xá xa xôi. Thời tiết mưa gió ngập lụt vẫn đến đây rất đầy đủ, đó là niềm vinh hạnh. Và cô dâu chú rể Trung Hiếu Nguyễn Vi xin gửi đến quý vị lời cảm ơn cũng như lời chào chân thành và sâu sắc. Ladies and gentlemen, welcome to the wedding of the groom Andy and bride Vivian. Thank you very much for spending your time to coming here, even if the weather or the traffic jam. It's our pleasure and we appreciate for your time coming here. Hiếu cách đây 10 năm, vào đúng tháng 10 năm 2014, Hiếu bắt đầu trở thành người anh trai. Và đến đây là kỷ niệm đúng 10 năm và cũng là ngày cưới của mình. Cho nên hôm nay thì Hiếu rất mong muốn được tổ chức một bữa tiệc trai và không có dùng rượu bia. Và thay mặt hai vợ chồng Hiếu Vi xin kính chúc quý vị có một buổi tối ngon miệng, không chỉ là về đồ ăn mà còn về những món ăn tinh thần. Xin chân thành cảm ơn. Thank you very much for coming here, and on behalf of Hiếu and Vi, Andy and Vivian, we would like to wish you a good evening, a good meal and a good spiritual food. Thank you very much. Hãy nói với nhau những điều ngọt ngào, vì ta đâu chắc sẽ sống với nhau đến khi nào.